Chào mừng các bạn đã đến với Hiểu Về Tâm Trí. Cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Có bao giờ bạn nghĩ rằng khi mà bạn nghĩ về một người nào đó, có thể là có những dấu hiệu tâm linh thực sự mà ai đó đang nghĩ về bạn hay không? Có những dấu hiệu ngoại cảm kỳ lạ, nó thực sự là có thật. Và mọi chúng ta thì đều có một trong những dấu hiệu này. Bạn đã từng nghĩ đến việc là gọi cho ai đó và ngay lập tức người đó gọi cho bạn. Khi đó, chính xác là những gì mà chúng ta đang nói đến. Khi các lực bên ngoài vật chất đan xen vào cuộc sống của chúng ta, cảm xúc của bạn sẽ càng cao, bạn càng đồng bộ với vũ trụ cao hơn. Khi bạn đồng bộ với vũ trụ và vũ trụ sẽ bắt đầu giao tiếp với bạn. Trong chủ đề của video ngày hôm nay, Hiểu Về Tâm Trí muốn chia sẻ với bạn về 10 dấu hiệu kỳ lạ mà ai đó đang nghĩ về bạn. Mặc dù đó có thể là một số các dấu hiệu liên quan đến tâm linh, nó có thể quá tinh vi khiến bạn không thể nhận thấy hoặc thậm chí là bạn không hiểu được chúng. Nhưng mà khi chúng xuất hiện nhiều hơn là bạn nghĩ, thường thì chúng chỉ là một chỉ số để nhận biết liệu đó có phải là kết nối hay không. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ về những dấu hiệu cho thấy rằng ai đó đang thích bạn hay là ai đó thì đang nghĩ về bạn. Thứ nhất, bạn có căng thẳng tình dục. Căng thẳng tình dục giữa bạn và người khác có khả năng là họ đang thích bạn. Việc căng thẳng tình dục là hiện tượng xã hội dẫn đến quan hệ tình dục khi mà hai người có tương tác và có sự hấp dẫn tình dục giữa họ. Có thể có một số căng thẳng về tình dục. Sự hấp dẫn có thể là của nhau hoặc là từ một người, nhưng mà không phải là sự hấp dẫn đó mang lại sự căng thẳng về tình dục. Sự căng thẳng tình dục xảy ra khi mà bạn không thể làm dịu được cơn khát của mình. Sự thật là để bạn cảm thấy là thu hút tình dục bởi một người khác thì cần có một mối liên hệ. Cho dù là bạn và người đó có thừa nhận hay không thì vẫn có một sức mạnh tâm linh liên kết giữa hai bạn. Vì vậy, đây là vấn đề che giấu căng thẳng tình dục là rất khó. Nếu như bạn và họ là đồng nghiệp hoặc là bạn bè, những người xung quanh của bạn cũng sẽ nhận thấy điều đó. Đây là một dấu hiệu để bạn biết rằng nó là một dấu hiệu tâm linh thực sự cho thấy là ai đó đang nghĩ về bạn. Bạn chỉ cần có một việc đơn giản, đó là tìm ra ai là người ngưỡng mộ bí ẩn. Thứ hai, bạn thường xuyên nhớ người bạn yêu hoặc là người quan tâm. Năng lượng thì chạy đến từ nơi có sự chú ý. Nếu như bạn nhớ ai đó, có nghĩa là họ đang nghĩ về bạn. Rất có thể điều đó sẽ xảy ra. Người đó biết bạn đang nhớ họ và có thể cảm nhận được điều đó. Họ có thể không biết chính xác lý do tại sao mà bạn chưa cởi mở với họ, chưa dễ dàng để tâm sự và nói chuyện với họ, nhưng mà họ sẽ biết là bạn đang nghĩ về họ. Đó là một dấu hiệu tâm linh, bạn tỏa ra năng lượng cho vũ trụ theo những cách mà bạn có thể không thể nhận thức được. Ví dụ như khi bạn bước vào một căn phòng, nơi mà mọi người đang tranh cãi, và bạn cảm thấy như là có một bức màn căng thẳng trong căn phòng này. Và khi bạn nhớ về một người nào đó, về một người mà bạn yêu thương hoặc bạn quan tâm, bạn đang nhận được một dấu hiệu tâm linh cho thấy rằng họ đang nghĩ về bạn. Sau đó, bạn giải phóng năng lượng hướng về phía họ. Bởi vậy, bây giờ bạn đang nhớ và nghĩ về họ. Thông thường thì từ khi mà họ nghĩ về bạn, năng lượng đó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ và thậm chí là khiến cho họ còn nghĩ nhiều hơn về bạn. Thứ ba, bạn hắt hơi đột ngột. Đó là một dấu hiệu tâm linh phổ biến. Việc hắt hơi có thể là dấu hiệu cho thấy rằng ai đó đang nghĩ về bạn. Cơn hắt hơi thì bắt đầu bằng việc là bạn cảm thấy ngứa mũi của mình trước khi mà nó chuyển sang các dạng khác, hoặc là bạn có thể lặp lại cái việc hắt hơi liên tục. Tất nhiên là những dấu hiệu này thì sẽ không chính xác 100% nếu như bạn đang bị ốm hoặc là bạn đang gần những chất mà gây dị ứng thì có thể sẽ khiến cho bạn hắt hơi. Khi mà bạn gặp phải những cơn mà bạn gây cười mà không có nguyên nhân hợp lý, có thể đó là bạn đang là tâm điểm trong suy nghĩ của một ai đó. Hãy tưởng tượng nếu như bạn có thể ngồi, nói rồi bạn suy nghĩ về họ,
bạn có thể hắt hơi liên tục 2 lần liên tiếp và ai đó có thể đang nói xấu về bạn. Việc hắt hơi đến 3 lần thì cho thấy là người ấy đang nghĩ tích cực về bạn. Nếu như bạn hắt hơi nhiều hơn 3 lần thì có thể là họ đang nhớ về bạn, hoặc là đang cảm thấy căng thẳng tình dục, hoặc là họ yêu bạn rất nhiều. Thứ tư, bỗng dưng má của bạn ửng hồng. Việc mà má của bạn bỗng dưng ửng hồng là một dấu hiệu ngoại cảm. Bạn có thể nghĩ về cảm giác mà sau khi ai đó tát vào da mặt bạn một cái, bạn cảm thấy là hơi ngứa rần rần. Đó không phải là một cảm giác tốt đẹp, và nó cũng không phải là một điều tốt như là một dấu hiệu tâm linh. Nếu như trong khoảnh khắc đó bạn đang nghĩ về ai đó thì rất có thể là người đó đang nghĩ về bạn. Nếu bạn cảm thấy cảm giác này suy nghĩ về họ có thể theo hướng tiêu cực. Một lần nữa, tương tự như là cảm giác bị ai đó tát vào mặt, đôi khi dấu hiệu này cho thấy ai đó có thể đang nghĩ như vậy. Bạn xuất hiện dưới dạng là cảm giác bốc lửa, khó chịu, đó có thể là một lý do khác. Tất nhiên là ngoại trừ trường hợp là bạn đang gặp một tình huống nào đó khiến cho bạn cảm thấy xấu hổ và má của bạn ửng hồng. Dấu hiệu thứ 5, bỗng dưng bạn bị nấc cụt. Nấc cụt thì lý do có thể là do bạn đang trục trặc về vấn đề bạn ăn uống quá nhiều, hoặc là bạn ăn quá nhanh, hoặc là bạn đang sử dụng một loại thuốc nào đó. Nhưng mà ý nghĩa thực sự là gì nếu như mà không phải là do bạn ăn quá độ, không phải bạn ăn quá nhanh, nó không phải xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản này, thì tiếng mà bạn nấc ngẫu nhiên đó có thể là một dấu hiệu tâm linh. Thực sự là ai đó đang nghĩ về bạn. Khi ai đó đang nghĩ về bạn, nó có thể gây cảm giác khó chịu. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy dấu hiệu về việc ai đó đang nghĩ về bạn một cách tiêu cực. Nếu bạn hỏi là có cách nào để biết ai là người gây ra cơn nấc của bạn hay không? Nếu như bạn tinh ý, bạn có thể nhận thấy rằng bạn chỉ bị nấc cụt khi mà ở gần một người cụ thể nào đó, hoặc là có thể ngay cả khi là bạn đang nghĩ về họ. Bạn đang nghĩ về họ bởi vì họ đang nghĩ về bạn. Dấu hiệu thứ 6, mắt bạn bị co giật, hoặc là bỗng dưng bạn bị ngứa mắt một cách ngẫu nhiên, hoặc là giật mắt một cách ngẫu nhiên. Đó là một dấu hiệu tâm linh thực sự cho thấy rằng ai đó đang nghĩ về bạn. Mặc dù là cả nam giới và nữ giới thì đều có cảm giác là ngứa mắt, hoặc là đôi khi bạn bị giật mắt đột ngột. Thế nhưng mà mỗi mắt giật thì lại có ý nghĩa khác nhau. Những cơn co giật hoặc là ngứa ngáy này có thể chỉ cho bạn biết rằng liệu là ai đó có đang thích bạn hay là không. Ở nam giới, nếu như bạn ngứa mắt phải hoặc là giật mắt phải thì chứng tỏ là ai đó đang nghĩ về bạn, và điều hay ho là họ đang nghĩ tích cực về bạn. Còn ngược lại, nếu như mà nó xảy ra ở mắt trái thì họ đang suy nghĩ tiêu cực về bạn. Đối với phụ nữ thì trái ngược hoàn toàn. Nếu mà nháy mắt phải hoặc là ngứa và giật mắt phải thì nó hướng tích cực, còn nếu như mà ở mắt trái thì nó sẽ hướng về điều tiêu cực. Còn bỗng dưng bạn cảm thấy là nó khó chịu về cơ thể vật lý của bạn thì bạn có thể hãy bỏ qua nó là một dấu hiệu tâm linh đi. Bởi vì trong trường hợp này có thể là bạn cần phải có sự trợ giúp của các bác sĩ y tế. Thứ 7, bạn có cảm giác như là ai đó đang chạm vào bạn. Khi bạn có cảm giác là ai đó đang chạm vào bạn, bạn quay lại và bạn thấy là bạn không ở gần ai cả. Rất có thể những lần bạn cảm giác như vậy thì bạn bỏ qua nó. Nhưng mà thực tế, đây là một trong những dấu hiệu tâm linh thực sự rõ ràng nhất, cho thấy việc là ai đó đang nghĩ về bạn. Cường độ mà họ đang nghĩ về bạn sẽ truyền năng lượng để bạn có cảm giác như là có một sự chạm vào. Tuy nhiên, điều này chủ yếu xảy ra khi mà bạn nhớ về ai đó mà họ và bạn thì có một mối quan hệ rất thân thiết. Sự đụng chạm có thể là một dấu hiệu cho thấy họ đang suy nghĩ về bạn rất nhiều. Thứ 8, bạn mơ về họ. Giấc mơ thì chỉ là một sự báo rõ ràng cho thấy rằng bạn đang nhớ ai đó. Thế nhưng mà ngược lại, nó cũng là một dấu hiệu cho thấy có thể ai đó đang nghĩ về bạn. Điều này thì đúng với những người mà đã lâu không gặp nhau. Nếu như mà họ đang suy nghĩ về bạn một cách tích cực, nó có thể đủ để kích hoạt một biểu hiện tâm linh trong giấc mơ của bạn.
Đôi khi những giấc mơ này sống động và dữ dội đến mức mà chúng có thể gợi ý cho bạn về những gì mà người đó đang nghĩ. Bạn có thể mơ về một người nào đó, rồi bạn sẽ bắt gặp họ vào ngày hôm sau. Những giấc mơ là một bí ẩn của cuộc sống. Chúng có thể là một lời cảnh báo về những điều sắp xảy ra, hoặc chúng có thể là một kết cấu cho những trải nghiệm của bạn. Những giấc mơ thậm chí có thể là kết quả của một ý tưởng tích cực. Để chắc chắn về việc giải thích về những giấc mơ của bạn có phải là dấu hiệu tâm linh hay không, bạn có thể liên hệ trực tiếp với người đó và hỏi xem là người đó đang như thế nào. Hoặc là chỉ cần cho họ biết là bạn đã có một giấc mơ về họ và rồi xem là câu chuyện của bạn và họ sẽ đến đâu. Việc mà cảm xúc của bạn thay đổi một cách vô cớ, có một giây phút nào đó bạn hạnh phúc và sôi nổi, nhưng mà phút tiếp theo bạn bỗng dưng cảm thấy buồn chán và ảm đạm. Một khoảnh khắc khác, bạn tức giận và sau đó bỗng dưng bạn cảm thấy bình tĩnh một cách đột ngột. Những thay đổi cảm xúc đột ngột như vậy thì cho thấy rằng bạn là đối tượng trong suy nghĩ của một ai đó. Niềm tin là cảm xúc mà bạn cảm thấy được kết nối với những suy nghĩ đi qua tâm trí của người đó. Mặc dù là tâm trạng thất thường có thể gây ra sự khó chịu, nhưng mà rất có thể cảm xúc của bạn đang cảm nhận thì không phải chỉ là của riêng bạn đâu. Bạn đang nhận được những dấu hiệu tâm linh thực sự cho thấy ai đó đang nghĩ về bạn. Thứ 10, bạn cảm thấy hơi đau trong khi bạn ăn một cái gì đó. Thường đây là một dấu hiệu của ngoại cảm. Hầu hết nó không xuất hiện trong khi bạn đang thưởng thức bữa ăn của mình. Nó sẽ khó chịu một cách ngẫu nhiên ấy. Đây là một trong những dấu hiệu tâm linh. Điều này xảy ra khi mà bạn cảm thấy là thức ăn bị mắc kẹt trong thực quản của bạn. Khi bạn nuốt thì bạn cảm thấy khó khăn hơn, và dường như là thức ăn thì không suôn sẻ trôi xuống bụng của bạn. Nó khiến cho bạn bị nghẹn, mặc dù là bạn đã rất cẩn thận trong quá trình ăn. Nếu mà điều này xảy ra, bạn có thể quan sát xung quanh bạn xem là có ai đó đang căng thẳng theo dõi bạn hay không. Nếu mà không có ai xung quanh khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng và bạn phản ứng theo cách này, bạn có thể để ý xem đây là một dấu hiệu tâm linh. Thực sự là ai đó có thể đang nghĩ về bạn trong các tình huống tốt nhất, và đây sẽ là lý do họ đang nghĩ về bạn. Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn về những gì bạn đang trải nghiệm, bạn có thể tìm đến một nhà ngoại cảm để có thể giúp bạn có được sự minh mẫn. Thông qua chủ đề của video ngày hôm nay, Hiểu và Tâm Trí muốn mang đến cho tất cả các bạn một nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ về những trải nghiệm và kinh nghiệm của mình xuống phần bình luận. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối với chúng tôi trực tiếp là thông qua cách là đăng ký kênh, nhấn quả chuông thông báo, và chúng tôi sẽ mang lại những thông tin hữu ích với các bạn hàng ngày. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Hiểu và Tâm Trí chúc tất cả các bạn có thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.